Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Trên màn hình đây là sản phẩm mới ra mắt của thương hiệu Vsmart, đó chính là chiếc Vsmart Star 4. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu luôn tại sao đến bây giờ 5 tháng rồi Vsmart mới ra mắt một sản phẩm kế nhiệm cho chiếc Star 3, đó chính là Star 4 nhá. Rồi, và sản phẩm ở đây thì mình đã lấy ra rồi, chiếc Star 4 ngay trên tay mình đây. Tuy nhiên chúng ta hãy đi cùng tìm hiểu xem trong hộp của chiếc máy này thì nó sẽ có gì. Về cái cách đóng hộp thì mình thấy rằng nó cũng khá tương đồng so với chiếc Star 3, mặc dù là cái vỏ hộp bên ngoài này nó là màu cam nữa rồi. Bên ngoài thì vẫn chỉ ghi một vài thông số và in hình sản phẩm ngay bên đây. Và cái phiên bản mình cầm trên tay đó chính là trên phiên bản có cái mức RAM là 2GB và bộ nhớ trong là 32GB. Bên trong cái hộp phụ kiện này thì vẫn là những cái thứ rất là quen thuộc chúng ta. Đầu tiên thì sẽ là cái củ sạc. Củ sạc này mình thấy ở đây nó thông số ghi là 5V 2A, có nghĩa là công suất sạc lớn nhất chỉ là 10W mà thôi. Chúng ta sẽ không có một cái công nghệ sạc nhanh nó cao hơn. Và tiếp theo rất quen thuộc đó chính là cái cáp sạc. Cáp sạc thì một đầu là Type A, một đầu Type C. Đó, một chiếc máy với mức giá khoảng hơn 2 triệu đồng chúng ta có một cái dây sạc là Type C và tất nhiên cái cổng sạc đây chắc là Type C rồi. Và cuối cùng, nhà sản xuất đã rất là quan tâm đến người dùng khi tặng kèm luôn một cái tai nghe với cổng là 3.5 và đây chắc chắn là có cái cổng 3.5 ở trên đỉnh này rồi. Rồi bây giờ sẽ đến với nhân vật chính của chúng ta, đó chính là chiếc Vsmart Star 4. Thì ở đây mình cũng có luôn chiếc Vsmart Star 3 để các bạn có thể so sánh trực quan hơn. Với cái màn hình này thì mình thấy rằng hai chiếc máy này đều có một cái kích thước màn hình giống y hệt nhau, đều là 6,09 inch và độ phân giải vẫn là HD cộng, tấm nền thì vẫn là IPS LCD. Vì vậy cái chất lượng ở đây mình thấy rất là tương đồng và nó không có gì khác biệt cả. Chúng ta vẫn có một cái góc nhìn tốt này, một cái màn hình với cái màu sắc nó hơi rực rỡ hơn một chút. Và cái độ sáng thì mình thấy nó cũng rất là tương đồng, rất là dễ nhìn khi mà nhìn dưới ánh sáng mặt trời. Về cái kiểu thiết kế màn hình thì mình thấy rằng ở đây nó vẫn rất giống nhau. Chúng ta vẫn có một cái giọt nước ở phía trên, một cái loa thoại cũng nằm ngay trên cái giọt nước này. Và cái độ dày của viền màn hình thì nó cũng tương đương với phần cầm, nhìn khá là dày. Ở mặt sau thì thiết kế được thay đổi một chút. Thay vì là một cái mặt lưng bằng nhựa bóng như thế này thì năm nay Vsmart Star 4 đã có một cái mặt lưng nó làm dạng nhám. Tuy nhiên thì dạng nhám nhưng mà vẫn bám rất nhiều mấu dấu vân tay. Đây mình sờ thấy một lúc thôi mà nhìn nó rất là bẩn. Nó cũng tương đồng với cái mặt lưng bằng nhựa bóng ở trên chiếc Vsmart Star 3. Nói chung về tương quan kích thước thì chiếc Star 4 nó không thay đổi quá nhiều so với chiếc Star 3. Nó chỉ thay đổi một chút về cái phần thiết kế mặt lưng này thôi. Chúng ta vẫn có thêm một cái cảm biến vân tay ngay phần mặt lưng này nữa. Và nó có cái đường diamond cut nhìn nó nổi bật hơn so với chiếc Star 3. Logo Vsmart thì nằm ngay dưới và đây là cái tên thương hiệu Vsmart. Bên cạnh phải thì vẫn là phím âm lượng và phím nguồn. Cạnh trái thì vẫn là khai SIM. Ở phía trên đỉnh chúng ta vẫn có cái cổng 3.5 để cắm tai nghe. Còn ở cạnh dưới thì cả hai máy đều có cái cổng Type-C cũng như là loa ngoài. Tuy nhiên thì chỉ có một bên phải là loa ngoài thật thôi, còn bên trái chỉ là loa giả mà thôi. Nhưng mà mình đánh giá cao về thiết kế trên những chiếc điện thoại của Vsmart, đặc biệt là những chiếc điện thoại gần đây. Và Vsmart Star 4 cũng không phải là ngoại lệ. Cái độ hoàn thiện của Vsmart thì mình thấy rằng nó càng ngày càng nâng cao. Về cấu hình, Vsmart Star 3 được trang bị con chip là Snapdragon 215. Tuy nhiên thì lên đến Star 4, hãng đã trang bị một con chip nó mạnh hơn một chút, đó chính là MediaTek Helio P35. Mức dung lượng RAM trên phiên bản mình cầm trên tay đây vẫn là 2GB và bộ nhớ trong là 32GB. Về cảm giác cầm nắm thì Vsmart Star 4 vẫn đem lại một cảm giác cầm nắm rất là quen thuộc, giống với chiếc Star 3. Chúng ta vẫn có một cái cảm giác cầm nắm nó thoải mái bởi vì là những cái cạnh này nó bo rất là tròn và cái độ dày nó không quá là lớn, chỉ là 8,8mm. Cái khối lượng nó chỉ là 165g, vì vậy là cầm Star 4 nó rất là nhẹ nhàng. Và sản phẩm này nó cực kỳ phù hợp với những cái đối tượng ví dụ như là học sinh sinh viên hoặc là những người cao tuổi hoặc là những bậc phụ huynh. Về hệ thống camera thì trên chiếc Star 4 chúng ta sẽ không có một cái sự nâng cấp nào. Chúng ta vẫn có một cái cụm camera cáp phía sau với độ phân giải cảm biến chính là 80 MP, kèm thêm với đó là một cảm biến cong rộng là 50 MP nữa. Đèn flash thì nó nằm luôn trong một cái cụm camera như thế này, vì vậy nó có thể là nhìn nó hầm hố hơn một chút. Camera trước của máy thì vẫn có cái độ phân giải tương tự là 80 MP. Vsmart Star 4 thì vẫn sở hữu cái dung lượng pin là 3500 mAh. Rất tiếc là chúng ta vẫn không có cái công nghệ sạc nhanh đi kèm với chiếc máy này. Một điểm nâng cấp nữa trên chiếc Vsmart Star 4 này đó chính là máy đã được cài sẵn cái hệ điều hành mới nhất là VOS 3.0. Còn trên Star 3 mình chỉ được cài sẵn là VOS 2.5 mà thôi. Với hệ điều hành VOS 3.0 này thì nó có rất nhiều tính năng hay và thú vị mà mình đã lên ngay trong video trước đó, các bạn có thể xem qua. Như vậy mình và các bạn đã cùng nhau đi trên tay nhanh chiếc Vsmart Star 4, sản phẩm mới nhất vừa ra mắt của thương hiệu Vsmart. So với chiếc Vsmart Star 3 này thì chúng ta sẽ có một vài thay đổi đến từ mặt lưng cũng như là về bộ vi xử lý bên trong.
Còn lại những cái thông số như là màn hình, camera hay là về pin thì vẫn không có sự thay đổi. Kể từ khi chiếc Vsmart Star 3 này ra mắt, đó là từ tháng 2 và bây giờ là đến tháng 7 rồi, chiếc Star 4 này mới ra mắt, có nghĩa là 5 tháng rồi. Tuy nhiên thì sự nâng cấp trên hai chiếc máy này thì mình thấy rằng nó không nhiều. Có lẽ là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vì vậy là Vsmart đã không thể đem được những cái linh kiện tốt nhất mà hãng mong muốn lên chiếc Star 4 này, mà cái áp lực về việc ra mắt một phiên bản thay thế nó đã cận kề. Vì vậy là chúng ta sẽ không thấy được sự nâng cấp quá nhiều từ Star 3 lên Star 4. Về mức giá chênh lệch của hai chiếc máy này thì nó rơi vào khoảng tầm 400.000. Với cái mức chênh lệch như vậy thì các bạn thấy Vsmart Star 4 nó có đáng lựa chọn hay không? Các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.